cô chú ơi thì ngày mai là 7 giờ, 7 giờ tối không anh nha? 6 giờ là chị đó mình sẽ là tổ chức cái gì ra MV, cái MV tên là quận 3 nha cô chú. Hết luôn. Dạ. Đến để dự cái MV ra mắt của chị Hồng Loan với anh Vũ và chị Ni. Dạ thì mình tin tất vừa cả rồi á anh, vừa rồi là chị Loan cũng có là dành một mớ vé dành cho các anh em. Bây giờ các anh em đó là đi đúng rồi, để gửi cho anh em. Nói chung là